Trong chương mục bình luận xã hội hôm nay, Phương Trâm xin giới thiệu đến quý vị bài viết Tại sao đạo đức tan hoang của tác giả Mạnh Kim đăng trên blog VOA vào ngày 29 tháng 11 2018. Mời quý vị cùng theo dõi. Sự tuột dốc đạo đức không có điểm dừng Không chỉ những giá trị căn bản nhất của đạo đức đang thoái hóa mà thậm chí tình người cũng cạn kiệt. Sự khủng hoảng đạo đức đang trở nên điên loạn, Chừng nào nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng làm tê liệt và tàn phá xã hội này còn chưa dám thừa nhận, thì vấn đề chứng chỉnh đạo đức không bao giờ có thể khôi phục. Đạo đức rơi từng mảng như một bức tường mục nát. Đạo đức đang lao xuống vực như chiếc xe không phanh. Chưa bao giờ xã hội Việt Nam tan nát đến nhường này. Mọi cái xấu và cái ác tuôn ra ảo ạt với mức độ vô phương kiểm soát. Cái xấu này kéo theo cái ác khác. Cái ác đang rất thèm khát thể hiện hung tính của nó cái ác trở thành đặc tính nổi trội trong một xã hội hỗn loạn không kỷ cương chỉ vì nhìn đễu nạn nhân có thể bị chém chết tức thì con giết cha trò đánh thầy cô giáo tra tấn học sinh bệnh nhân nện bác sĩ quan làng hà hiếp người dân tất cả xảy ra như cơm bữa một xã hội ngày nào cũng được cung cấp một thực đơn như vậy thì con người sẽ biến thành gì con người sẽ chỉ trở nên ác hơn cứ sau một sự việc kinh thiên động địa chẳng hạn cô giáo cho học trò uống nước dẻ lau bảng hoặc cô giáo phạt bạc tai hội đồng phản ứng xã hội luôn kinh khủng giết chết cả nhà họ hàng con mụ ấy đi con này mà rơi vào tay tao thì tao băm từng mảnh đó là ý kiến của đa số dư luận tại sao hiện tượng ác mồm ác miệng mỗi lúc mỗi phổ biến tại sao con người lại trở nên hung dữ hơn lý do trong mọi lý do là công lý đã bị chính quyền chà đạp đến mức chẳng còn ai tin vào sự phán xét và trừng trị của pháp luật trong một xã hội vô pháp vô thiên người dân sẽ có khuynh hướng cho mình quyền phán xét và quyền trừng phạt. Trong một xã hội mà công lý thường xuyên đóng vai một tên hề trơ trẽn, thì quyền phán xét không còn phụ thuộc về những kẻ ngồi sớm trên đầu nhân dân và đùa bỡn với công lý. Trong một đất nước mà ngày càng có nhiều trường hợp chết trong đồn công an mà không bao giờ được điều tra và xử tội, trong khi công an chẳng khác gì một tổ chức côn đồ khoác áo chính quyền, thì tâm lý giận dữ và thù hằn càng thêm dồn nén trong một đất nước mà kẻ trộm con vịt bị xử 7 năm tù, trong khi vô số cái ăn cắp hàng nghìn tỷ lại được phê bình kiểm điểm. Thì sự phẫn nộ của người dân trút lên đầu bất cứ ai gây ra bất kỳ những hành động tàn ác nào là điều hoàn toàn có thể hiểu được. Đó là sự xả tràn của vô số ức chế thường trực và luôn trong trạng thái trực chờ nổ tung. Dầu dường như chưa bao giờ thiếu để chăm vào lửa trên đất nước này. Xã hội và những gì xảy ra hàng ngày luôn cung cấp thừa ngồi nổ, từ những tiêu cực trong giáo dục đến những tai ương môi trường, từ những phát biểu nhảm nhí đến thái độ im lặng trong những trường hợp mà người dân cần chính quyền lên tiếng. Còn nữa, trong một đất nước mà chính quyền thường xuyên thể hiện bộ mặt đạo đức giả của nó thì làm sao có thể kỳ vọng xã hội tự tế và đạo đức? Vấn đề đạo đức tan hoang đã được báo chí đề cập ít nhiều. Trên Sài Gòn Giải Phóng 15 tháng 11 năm 2018, gia đình đã được xem là thủ phạm Tình trạng đạo đức xuống cấp nghiêm trọng là do có sự buông lỏng việc giáo dục đạo đức cho học sinh từ ngay trong gia đình đến nhà trường. Ở nhà thì cha mẹ mãi mê lo kiếm tiền bạc, mặc con cái thiếu hẳn việc giáo dục con cái nền tảng đạo đức, giữ gìn đạo hiếu với ông bà cha mẹ, biết kính trên nhường dưới, biết tôn sư trọng đạo. Đó là chưa kể nhiều phụ huynh còn nuông chiều con quá mức, dung túng cả những thói hư tật xấu của con em mình. Họ chưa thật sự là tấm gương sáng cho con mình. Trên nhân dân vào ngày 30 tháng 10 2018, tình trạng xuống cấp trong lối sống của một bộ phận giới trẻ đã được xem là một trong những nguyên nhân chính khiến đạo đức suy vong. Và trên nghị trường, đạo đức bi thảm là tại kinh tế. Sự tan nát đạo đức xã hội thật ra không thể loại trừ yếu tố chính trị. Nếu không dám đề cập đến chính sách giáo dục trong đường lối cai trị, đề cao con người mới xã hội chủ nghĩa hơn là văn hóa và đạo đức, đề cao việc trung thành với Đảng hơn là gắn bó với những giá trị đạo đức truyền thống, thì những mổ xẻ về việc đạo đức xuống cấp chỉ là hành động tương tự với vớt lớp ván trên bề mặt của một cái ao tù nước động gây ô nhiễm xã hội từ những cặn bã hôi thối nằm sâu dưới đấy. Đừng tránh né mà phải thừa nhận rằng chính đường lối cai trị Cộng sản đã đập nát các giá trị đạo đức truyền thống. Ngay từ những ngày đầu của lịch sử Cộng sản, những trận mưa dầm rỉ rả tuyên truyền cùng chính sách xây dựng xã hội mới, xã hội chủ nghĩa trong khi phủ nhận và triệt tiêu nhiều giá trị đạo đức căn bản đã làm tróc gốc và gãy đổ những giá trị đạo đức vốn ngạo nghệ cả ngàn năm. Khi mọi thứ được đảng trị và đảng hóa, kể cả tôn giáo, thì vị trí của những giá trị khác, trong đó có giá trị đạo đức, phải lùi lại và thậm chí bị vất đi. Cộng sản và cái gọi là xã hội chủ nghĩa của họ chẳng khác gì đám sâu đục khoét và tàn phá những cây cổ thụ đạo đức. Chẳng phải tự nhiên mà sự xuống cấp đạo đức xã hội Việt Nam hiển nhiên y hệt xã hội nước anh em Trung Quốc. Chính quyền làm gì để chứng chỉnh đạo đức? Bộ Văn hóa đã tham mưu Trung ương Đảng ban hành nghị quyết 33 về xây dựng phát triển văn hóa con người, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Bộ cũng trình với Chính phủ ban hành nghị định 110 về quản lý tổ chức lễ hội, nghị định 122 quy định xét tặng danh hiệu gia đình, thôn bản, ấp văn hóa. Bộ Văn hóa cũng đề ra nhiều giải pháp để phát huy sứ mệnh của văn học nghệ thuật, vai trò của văn nghệ sĩ, tăng cường phối hợp liên ngành trong giáo dục đạo đức lối sống. Phát biểu của Bộ trưởng Văn hóa Thể thao Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện trong phiên chất vấn Quốc hội vào ngày 30 tháng 10 2018. Đó chẳng phải là giải pháp. Những điều đó chưa bao giờ là giải pháp. Mô hình làng văn hóa, phường văn hóa chưa bao giờ đóng góp cho việc xây dựng đạo đức xã hội. Sự xuống cấp của đạo đức xảy ra cùng thời với sự bùng nổ những mô hình và cách thức xây dựng văn hóa này. Điều mà Bộ Văn hóa cần tham mưu Trung ương Đảng là phải thay đổi chính sách giáo dục phải lột bộ gia chính trị ra khỏi cơ thể giáo dục, phải đập nát bộ máy giáo dục để xây lại một hệ thống giáo dục từ đầu. Lấy triết lý nhân bản làm trung tâm, chứ không phải con người xã hội chủ nghĩa. Bộ Văn hóa cũng cần tham mưu Trung ương Đảng. Việc cần giảm liều lượng sợ hãi trước cái gọi là suy thoái tư tưởng và đạo đức cách mạng. Trong cuộc chứng chỉnh xây dựng đảng, vì chẳng đảng cai trị nào có thể đứng vững và chẳng đất nước nào có thể đứng lên nếu nền giáo dục của nó bất thành trong việc tạo ra những cái phanh chặn lại sự tuột dốc của đạo đức.